Hello, thử thách ăn theo y con. Bắt đầu. Trứng ốp la. Làm quả lứa thật rực rỡ. Anh ăn theo y con dễ này đi, không em sợ anh từ bỏ. Ok em nha, thử thách nào khó hơn đi. Ủa, sao không có cam màu đỏ nhỉ? Màu trắng, à màu đỏ sao lại thành màu trắng? Anh ăn theo y con này đi. Ok em nha. Anh ăn theo những con này đi. Ok em nha. Thank you.